Cuộc chiến giữa Tây Ban Nha và Đức không chỉ là trận chung kết sớm của giải đấu, khi chúng ta được chứng kiến hai đội thuộc top 3 ứng viên cho chức vô địch. Bên cạnh đó, đây cũng là hai đội tuyển đang giữ nhiều cái nhất trong lịch sử Euro, từ hai đội vô địch giải đấu nhiều nhất, hai đội giành nhiều chiến thắng nhất và hai đội góp mặt tại vòng chung kết nhiều nhất. Chưa kể chúng ta còn được chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai tiền vệ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại, Rodri và Toni Kroos, cả hai đều đã được xem như trái tim của Tây Ban Nha và Đức. Với Rodri, anh thường là người bận rộn nhất trên sân. Việc Luis de la Fuente loại bỏ phong cách chơi bóng nhiều chạm cùng thời lượng kiểm soát cao. Thay vào đó, Tây Ban Nha giờ đây chơi nhanh hơn, trực diện hơn với tốc độ của cặp cánh Lamine Yamal, Nico Williams. Nhưng trong đó, Rodri chính là người giữ vai trò liên kết của đội bóng trên sân. Không quá khi nói, chính tiền vệ Man City là ngôi sao số 1 trong đội hình của La Roja khi đến với kỳ Euro này. Rodri trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển đều được xếp đá vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ. Tuy vậy, anh không chỉ có mỗi nhiệm vụ phòng ngự hay đánh chặn thông thường, mà còn là người rất quan trọng trong khâu triển khai tấn công của đội bóng. Là một mẫu tiền vệ trụ hiện đại, Rodri là chạm trung chuyền mỗi khi bóng đến chân mình. Tiền vệ Man City có thể tung ra những đường chuyền, những pha chọc khe chất lượng hướng đến những vị trí thuận lợi trên sân nhằm khai thác tối đa điểm mạnh của các đồng đội. Chưa kể bản thân Rodri cũng là một cái tên cực kỳ nguy hiểm khi có những tình huống băng lên áp sát vòng cấm. Những cú ra chân nhanh của tiền vệ người Tây Ban Nha đã nhiều lần khiến cho đối phương phải ôm hận. Tiêu biểu nhất có thể kể đến bàn thắng giúp Man City lên ngôi vô địch Champions League ở mùa giải tới. Hay mới đây nhất là pha lập công gỡ hòa trước Croatia ở vòng 16 đội vừa qua. Tất cả đều theo một phong cách, xử lý ít chạm nhất có thể ngay dưới vòng cấm và tung ra cú dứt điểm với lực sút mạnh khiến thủ môn không kịp phản ứng. Trong trận đấu trước Croatia chính là một trong những sầu diễn ấn tượng của Rodri. Anh chạm bóng 129 lần, nhiều hơn bất kỳ ai ở trên sân, thực hiện 117 đường truyền với tỷ lệ chính xác 93%, giành chiến thắng cả 6 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 3 pha tắc bóng và ghi bàn gỡ hòa quan trọng với cú sút duy nhất trúng mục tiêu. Ngoài ra, Rodri còn nổi bật với khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Anh thường thực hiện những đường truyền ngắn và trung bình, chính xác, giúp đội bóng duy trì nhịp độ tấn công nhanh và hiệu quả. Khả năng của Rodri trong việc đọc trận đấu và ra quyết định nhanh chóng là yếu tố quan trọng trong chiến thuật của Man City. Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã dành những lời khen sau trận đấu. Một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng tôi ấn tượng hơn với sự bình tĩnh của anh ấy với tư cách là một thủ lĩnh. Cách anh ấy vượt qua khó khăn và giúp gắn kết tập thể của chúng tôi. Ở mùa giải Ngoại Anh vừa qua, Rodri là người thực hiện số đường truyền và chạm bóng nhiều nhất trên sân. Với tỷ lệ chính xác là 93%, khi có sự xuất hiện của Rodri ở trung tâm, hàng tiền vệ, Man City chỉ thua 2 trong 89 trận gần đây nhất. Bên kia chiến tuyến có lẽ không cần phải nói quá nhiều về Toni Kroos, ông chủ tuyến giữa của tuyển Đức. Việc thành công thuyết phục tiền vệ Real Madrid quay trở lại khoác áo đội tuyển được ví như bản hợp đồng cuộc đời của huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Dù đây được xác định là giải đấu cuối cùng trước khi chính thức treo giày, nhưng càng đá, Toni Kroos lại càng khiến cho người ta tiếc nuối rằng giá như anh đừng dừng cuộc chơi ngay lúc này. Một điểm nổi bật khác là khả năng của Kroos trong việc thực hiện các đường truyền dài và thay đổi hướng tấn công. Anh có thể mở ra không gian bằng những đường truyền chính xác, phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đối phương. Điều này không chỉ tạo ra cơ hội ghi bàn mà còn giúp Real Madrid duy trì áp lực liên tục lên hàng phòng ngự của đối thủ. Toni Kroos ở tuyển Đức giữ vai trò điều tiết nhịp độ của đội và cũng thi đấu khá thấp khi thường xuyên lùi xuống gần với bộ đôi trung vệ để triển khai bóng. Thế mạnh của Kroos nằm ở những đường truyền cự ly dài, mở ra cơ hội cho các đồng đội. Dù đa phần nhìn vào trận đấu trên sân, chúng ta sẽ ít cảm nhận được cái hay của Toni Kroos nếu như đó không phải là những đường truyền mang độ khó cao hay tạo cơ hội cho các đồng đội. Thế nhưng tiền vệ Real Madrid luôn dẫn đầu các thông số cho đến đẳng cấp của anh. Cụ thể cho đến lúc này, đẳng cấp số 8 tuyển Đức được thể hiện qua việc anh thống trị ở những khoảng sau. 489 lần chạm bóng, thực hiện 431 đường truyền, có được 125 đường truyền phá vỡ các tuyến, tung ra 134 đường truyền vào khu vực 1/3 cuối sân và sở hữu tỷ lệ chuyền bóng thành công dưới áp lực lên đến 94%. Cũng chính tại câu lạc bộ, Rodri và Kroos đã tạo nên những ảnh hưởng quan trọng và không ít lần là đối thủ trực tiếp của nhau khi Real Madrid và Man City ngày càng gặp nhau nhiều hơn. Những trận đấu giữa hai gã khổng lồ này thường được xem là cuộc đụng độ giữa hai phong cách là chiến lược bóng đá khác biệt. Và sự hiện diện của Kroos và Rodri tại trung tuyến chính là điểm nhấn của những cuộc so tài này. Một trong những cuộc đối đầu nổi bật nhất giữa họ diễn ra bán kết UEFA Champions League 2023. Trong trận lượt đi tại Etihad, Man City giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Real Madrid. Kroos với khả năng điều tiết trận đấu đã giúp Real Madrid duy trì quyền kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Rodri với vai trò phòng ngự chắc chắn đã nhiều lần phá vỡ các đợt tấn công của Real Madrid và giữ cho hàng thủ của Man City đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ đội bóng hoàng gia. Trong trận đấu lượt về, Real Madrid đã lội ngược dòng ngoạn mục để tiến vào chung kết. Nhưng vai trò của Kroos và Rodri trong cả hai trận đấu đều rất quan trọng. Kroos với những đường truyền dài chính xác đã liên tục mở ra những cơ hội tấn công cho các đồng đội. Anh đã giúp Real Madrid triển khai lối chơi từ phần sân nhà một cách mượt mà, giảm bớt áp lực lên hàng phòng ngự.
Ngược lại, Rodri không chỉ xuất sắc trong nhiệm vụ phòng ngự mà còn cho thấy khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Anh đã nhiều lần cắt đứt các pha tấn công của Real Madrid và nhanh chóng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, giúp Man City tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong mùa giải 2023-2024, sự đối đầu giữa Cruz và Rodri tiếp tục diễn ra với những màn trình diễn đỉnh cao. Real Madrid và Man City đã có một trận hòa kịch tính với tỷ số 3 đều. Cruz với khả năng điều chỉnh nhịp độ trận đấu đã giúp Real Madrid kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, trong khi Rodri với khả năng phòng ngự và phát động tấn công nhanh đã giúp Man City duy trì thế trận, cân bằng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Toni Kroos là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid trong thập kỷ qua. Anh đã góp phần lớn vào những thành công của đội bóng, bao gồm nhiều chức vô địch Champions League và La Liga. Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm của Kroos trong các trận đấu lớn là vô cùng quý giá, đặc biệt khi Real Madrid cần duy trì sự bình tĩnh và kiểm soát những tình huống áp lực cao. Ngoài ra, Rodri còn nổi bật với khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới. Anh thực hiện những đường chuyền ngắn và trung bình chính xác, giúp đội bóng duy trì nhịp độ tấn công nhanh và hiệu quả. Khả năng của Rodri trong việc đọc trận đấu và ra quyết định nhanh chóng là điều quan trọng trong chiến thuật của Man City. Trước trận đấu, khi được hỏi về đối thủ, cả Rodri và Toni Kroos đều dành những sự tôn trọng cho người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Kroos nhận xét về Rodri: anh ấy là một trong những cầu thủ cốt lõi nhất của Tây Ban Nha và Man City. Anh ấy không bao giờ lo lắng cả, luôn bình tĩnh. Và trong 2 năm qua, anh ấy đã ghi được những bàn thắng quan trọng, một cầu thủ hàng đầu. Rodri cũng đáp lại: anh ấy sẽ luôn là một cầu thủ được mọi người nhớ đến. Anh ấy không cần phải chứng minh thêm điều gì. Anh ấy đã đưa ra một quyết định thông minh vì cảm thấy đó là thời điểm đúng đắn để kết thúc sự nghiệp của mình. Với tư cách là một cầu thủ quan trọng vẫn còn trên đỉnh cao, anh ấy không giống tôi, nhưng anh ấy là người quyết định nhịp độ cho đội bóng của mình, điều khiển trận đấu và mọi thứ đều diễn ra dưới đôi chân của anh ấy. Toni Kroos đã thông báo rằng Euro 2024 sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của anh. Sau nhiều năm cống hiến và giành vô số danh hiệu cùng đội tuyển Đức và Real Madrid, Kroos quyết định khép lại sự nghiệp quốc tế để tập trung vào gia đình và câu lạc bộ. Đây là cơ hội cuối cùng để Kroos thể hiện tài năng và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ trước khi chia tay sân cỏ quốc tế. Ngược lại, Rodri vẫn còn cả tương lai phía trước với đội tuyển Tây Ban Nha và Man City. Với tuổi trẻ và tài năng, Rodri sẽ tiếp tục là trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha trong những năm tới. Anh có thể học hỏi và phát triển thêm kỹ năng, mang lại nhiều thành công hơn nữa cho cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ. Trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Đức tại Euro 2024 không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu châu Âu mà còn là cơ hội để so tài giữa Toni Kroos và Rodri. Trận đấu này sẽ quyết định ai là người xuất sắc hơn trong một trận đấu cụ thể, nhưng khi nhìn vào sự nghiệp tổng thể, Kroos đã có một danh sách dài các danh hiệu và thành tích. Nhiều lần vô địch La Liga và chức vô địch World Cup 2014, Kroos đã khẳng định mình là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá. Rodri dù còn trẻ và có nhiều tiềm năng vẫn chưa thể so sánh về mặt danh hiệu với Kroos. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ là cơ hội để anh chứng tỏ khả năng và tầm quan trọng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù kết quả trận đấu có ra sao, sự nghiệp của Kroos vẫn là một tượng đài vĩ đại và Rodri sẽ tiếp tục hành trình của mình để đạt được những thành tựu lớn lao hơn trong tương lai.